đánh nhặt vào hẳn vinh dinh của bọn Nhật luôn. Rồi quả này là Nhật nát rồi, Nhật nát quả này rồi. Nhật chính thức đầu hàng. Ăn thêm hai quả bom bonus của thằng Mỹ nữa. Thế thì hai map cuối chắc là của bọn đường Liên Xô rồi. Kuri Katsu Okinawa. Ủa vâng, lên anh em, lên. Ồ, thế là nó không cho mình đạn, không cho mình bom gì á. Lên anh em, lên. Ô đây, súng này, bây giờ mình lấy đạn này không ơi. Còn gì nữa. Nút thính. Thì đấy, đồng đồ bị bắn chết hết rồi. Sao thằng này làm sao này? Không phải làm nó bị giết rồi. Vâng, này thì lút thính. Bài học là không bao giờ lút thính. Này thì lút thính này. Thằng kia trèo cây gì hả? Giết thằng trèo cây đi. Nó toàn người thổ dân leo cây thôi. Trên cây toàn mấy thằng. Ủa vâng, ngu như thật. Không phải rồi, tôi vừa bắn thằng Captain bên mình. Ui dồi. Chỗ này sao đi. Chỗ này sao đi. Không đợi, chắc phải đợi thằng đội trưởng nó chặt dao không ạ? Thế à, đợi thằng này chặt dao rồi. Tôi nghĩ thế. Kìa làm gì? Vâng, tao, ui, họp hội nghị. Vâng, cái đạn luôn. Đây, nhặt được đầy súng này. Thì quá rồi. Đến rồi, đây, đường này. Vâng. Ủa. Mấy cái thằng bốn con lao vào như thật. Tôi tắt hết tiếng đi rồi nên chẳng có cảm xúc gì rồi. Chiếm được rồi ông ơi, chiếm được rồi. Tôi đã bắn cứt thằng nào bắn tôi đấy. Tôi không còn phân biệt được đâu là địch đâu là ta nữa rồi. Rồi phân biệt là cầm súng rồi bắn. Quá trời, trong cái tòa nhà cái đông đấy. Sao ông đi đâu hết rồi? Vẫn đang đi tiếp mà. Tiếp á? Đâu? Đấy đâu? Ủa rồi, áp sát vào thành rồi. Ủa vãi rồi, nó không điện. Sao mà không điện? Xa quá, nó không điện luôn. Ủa sao nhiệm vụ nhiều Mota phá bọn bắn mũ pháo. Ủa đồng vậy. Ơ đây có bom này không ơi. Nhặt ở đây mà buôn này. Bom. Đây là chỗ tôi đứng này. Whee! Whee! Chả bắn gì luôn. Được rồi. Đây này, quân ơi. Rồi, giờ đang tôi bắn ngắm. Đây buồn. Quả ngư lôi nhỏ ấy nhỉ.
đứng đây buôn thôi, chả phải bắn gì cả. Thôi chả đến thằng nào chết đi. Đâu tôi giết được nhiều quá hết rồi. Đấy thì ông hên rồi. Đấy tôi ném thêm mấy thằng chết rồi. Vào đi ông. Đây là chết được một team của nó rồi. Tôi đồng mấy nhỉ. Đấy. Thằng đây buôn bom tiếp. Bắn đông mấy rồi. Di chuyển đi. Còn bàn dài luôn. Chết luôn. Quả này lại phải thằng nào đấy mà đây. Tôi đang bị ăn não trầm trọng. Tôi phải đổ súng này. À đây, đến từ mốc là số 4 đúng không ạ? Xong rồi. Regroup with the squad. Tập hợp. Theo đội trưởng này. Asao Suri Castle. Đột kích. Quá thôi, vẫn chết một mình luôn. Boom. Con này đào hầm kinh nhở. Bùng quá. Về đi, anh em ở trong tôi à. Quả rồi, ai cho quả bom đi, đông vẫy cứt đi. Đây. Quả rồi, thử móc rồi. Thử phát. Thằng này chuyên môn đi phá cửa cho mình. Ông đầu hàng rồi. Đầu hàng thì quân. Hôm nay không bắn được súng đâu. Không phải nổi zombie luôn. Mày zombie vậy? Thế sao tôi lại nằm? Có hiểu? Có hiểu? Tôi đứng xem mà tôi bị nằm mà. Nó có hiểu?
Hết trận rồi sao ấy? Đúng vợ. Hết sao? Quân nó đến đi kìa mấy ông. Thấy mà, thì ông không có. Mày mồm. Mày mồm ấy. Tắt họ rồi. Có tưởng mình đã cứu ông mà nó đã cứu à? Có thấy ông trẻ đấy mà. Đúng không? Đấy. Chẳng là. Đúng không? Đồng vãi rồi. Quả này yếu thế. Ôi vãi nó chạy bom. Ê ơi, tần số 6 đi. Tần số 6 để gọi. Để gọi thả bom. Tần số 6, tần số 6 rồi. Ấn chuột gọi thả bom. Đấy là cách duy nhất. Ờ. Đấy, team mình thắng rồi. Đây. Ngon. Máy bay vừa thả bom rồi. Rất là gọn gàng. Số chấm kia đó. Ông là ném từ bốc đấy. Bọn nó có thế nào tự có thôi. Sao không đi được nhỉ? Ông vãi rồi, ông vãi là mình bị thủ ở đây à? Chả nhìn thấy cái gì mà bắn luôn ấy. Ông Phong, ở đâu ra mà vậy? Dậy, nhanh. Nó toàn ném bom ra đây thôi, đừng đứng ở đấy. Ra bên cánh này đứng này, ra bên cánh này an toàn hơn. Kẹt rồi, Phong. Nhiệm vụ bây giờ là gì ấy? Bắn trâu ấy thôi ạ. Hết sạch cả đạn này. Đấy, ra gọi là sao ấy. Đấy, gọi máy bay. Một thằng cứu, một thằng gọi đi. Sao rồi? Quái rồi, ai cao phát là chết, chết luôn mình kinh. Hết rồi. Không nhỉ? Đây rồi. Đây được rồi. Chết luôn, đây luôn. Xong. Nhật xuống rồi. Ồ quái, thằng đội trưởng chết rồi. Hình như nãy là đi thằng ấy biết chứ bạn. Thằng đầu hàng biết. Ờ đúng rồi. Vãi rồi, chết nhà vãi. Vậy à? Ờ, lên nhân cấp. Ở đâu? Nó cho về cái động tác. Cái lưu niệm. Vãi. Cái thấy để biết là thằng nào chết. À. Vậy lên cấp. Cái nó cầm về để biết được sao rồi đi. Đúng rồi, cái kiểu để xem mà danh phận, tên tuổi của thằng ấy đây. À, cái động tác.
Ngày mai.